Đấy. Lên một em mọi người. Rồi, hello mọi người nha. Trở lại với kênh Hoàng Linh miền Tây của mình nha. Thì hôm nay mình đi theo mấy cái đường nước để câu cá phi mọi người. Sẵn đó mình quay lại chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Mình câu dưới cái đường nước như thế này nè mọi người. Thì mình có chuẩn bị cái con câu sẵn đây nè. Hôm nay mình câu sẽ mình câu bằng mồi tép ha mọi người. Rồi mọi người cùng xem câu cho vui ha. Đây là mấy cái đường nước mà để bơm nước vô vuông nuôi tôm á mọi người. Thì mình có chuẩn bị mồi tôm này, tôm sú mọi người, móc mồi vô để mình câu cá phi. Cá rô phi tự nhiên mọi người. Vuông tôm này có rất là nhiều cá phi như thế này nè. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Mình sẽ thả một phát câu đầu tiên dưới cái đường nước này mọi người. Cá phi thì thường mình câu mồi tép là nó nhảy lắm mọi người, nó rất thích con tép, nên cá phi trong vuông tôm là hay thuốc nó mọi người, hay tạt thuốc cho nó chết bớt đi đó, để nó ăn tảo hết cá đó, nó mới rị mọi người, để nó ăn hết tảo của tôm mọi người. Con sơn anh chị nói cá nhiều gì không để nuôi mà thuốc, mà cá phi nuôi tôm thì để cá phi nhiều nó ăn hết tảo của tôm và nó còn ăn tôm nữa mọi người. Cho nên là chúng ta bắt buộc phải lâu lâu thì phải thuốc nó, diệt nó bớt đi để nó ăn hết tảo của tôm, nhìn nó ăn tôm nữa ha. Nó đang đĩa mọi người. Lên một em mọi người. To tướng luôn. Cuối cùng cũng dính một em. Đây, là to luôn mọi người. Ý, ý. Sảy, sảy. Một em to, một em to. Rồi để mình bỏ càng cao xuống để mình lấy camera điện thoại lại mình quay cận lại cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận như thế này mọi người. Nó đang rị rị phao mọi người thấy không. Đó, nó rị nhúng nhích phao mọi người. Nó rị nhẹ nhẹ thôi, chúng ta nhẹ nhẹ nhàng mà rị nó khi nào nó ngậm trong miệng á mình giật mới dính mọi người. Cá phi nó ít ngậm vô lắm, nó cứ rỉa 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 ở ngoài vậy đó. Thay mồi mới mọi người, nè mình câu bằng cái mồi tôm sú nè mọi người. Đó nè, đó là móc tôm sú vô ha. Móc cái miếng mồi hơi to chút, dính cá phi to mọi người. Rồi tiếp theo một phát nữa nha, mình thả xuống xem. Đó, nó đang lòi mọi người, lòi có thể dính nè. Đó, ôi cá chốt rồi, xảy luôn mọi người, cá chốt chứ không phải cá phi. Rồi bây giờ mình tiếp tục với cái đường nước khác mọi người. Cái đường nước hồi nãy cá nó rỉa không dính. Bây giờ với cái lưỡi câu lục á mọi người. Bây giờ mình đổi cái câu khác nè. Đó, dẫn dần cái cần câu chút luôn nha mọi người. Rồi, để mình bỏ xuống thử nha. Phát đầu tiên nha. Chờ đợi nãy giờ nó mới ăn nè mọi người. Nãy giờ nó chưa phát hiện mồi. Lên mọi người. Cá này nhỏ hơn con nãy mọi người. Đây. Cá phi nha mọi người. Đó. Củ nu ha. Một em. Rồi tiếp tục nữa mọi người. Mình sẽ tập dũng cho nó động động, nó thấy là nó thấy mồi nó ăn. Nhẹ nhẹ
dâm nữa mọi người. Thì đây nãy giờ dính em có chút xíu rồi mọi người. Em này nhỏ mà cũng ú lắm mọi người. Đây nè. Đó. Một em nữa nha. Tiếp tục mọi người. Kiếm thêm 50 em là đủ một bữa ăn rồi. Cá phi này thì chúng ta dùng để muối nè, chiên nè, nấu canh nè. Đó, nướng. Làm nhiều món lắm mọi người. Nói chung là cái món nào cũng êm chứ, nó cũng ngon hết. Chúng ta có thể kho mía cũng được nữa nè. Kho khóm, kho khế, kho me đều ngon hết. Đó, nó đang lôi lôi nhẹ nhẹ mọi người. Dạ, nhẹ nhẹ lên. Lên. Em bự mọi người. Đó. Mình câu cá phi là vậy đúng rồi, mình dở nhẹ nhẹ lên, nếu thẳng 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 là mình gị, cái họng nó rất là to nè. Mọi người xem nè, cái miệng của nó rất là to. Đây nè, cái miệng của nó rất là to cho nên là mình dở nhẹ nhẹ lên. Đó, nó đang hớp 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 là dính mọi người, dễ lắm. Đó, một em nữa nha. Rồi, tiếp tục nữa mọi người. Lên một em nữa mọi người. Em này nhỏ mọi người, chúng ta. Đó. Ý, ngã cái điện thoại. Nhỏ nhưng mà nó ú lắm mọi người. Một em nữa nha. Câu nãy giờ không hết miếng mồi rồi mọi người. Tiếp tục nữa nha. Không hao mồi. Rồi tiếp tục câu nữa mọi người. Nãy đang câu cái điện thoại hết pin cho nên mình chạy về nhà mình sạc xong rồi bây giờ mình đến đây mình câu quay chia sẻ cho mọi người nữa ha. Đó, đang ghẻ mọi người. Buổi chiều này là nó gom lại nhiều lắm mọi người. Đó, đây một em nữa mọi người. Em này cá nhỏ thôi. Mà nút miếng mồi to quá. Rồi tiếp tục nữa nha mọi người. Lên một em cá bự mọi người. Đây em cá to luôn mọi người. Cái chiều này là cá nó đến nè mọi người. Rồi, tiếp tục nữa nha. Đó, để lên cái nạng này nó dễ hơn. Đó. Lôi mọi người. Lên một em đúng mọi người. Em này em cá đực mọi người. Đang thui à. Đây. Em cá đực nữa nha. Đây, tiếp tục có cái nạn để im rồi mọi người. Đó, nó đang nhâm nhâm nữa mọi người. Lên một em đúng rồi. Đây em tiếp tục. Em này em cá cái mọi người. Cá cái ú mềm luôn. Rồi đến quay cận lại cho mọi người xem rõ hơn ha. Đó đó, nó đang ghẻ mọi người. Bỏ xuống là ăn buổi chiều nó gom mọi người. Lên một em mọi người. Này em cá cái mọi người. Ủ quay luôn. Đây nè. Đó. Cá cái rất ủ luôn mọi người. Lên. Một em nữa mọi người. Đây một em này cá cái nữa mọi người. Cá cái ủ ha. Ờ, cái mỏ bị con gì cắn đứt rồi nè. Đó, ủa ha. Một con nữa mọi người. Bây giờ tập dũng tiếp tục mọi người. Tập dũng cho nó bu mấy em cá to to lên. Đó. Đang lòi nhẹ nhẹ mọi người.
lên 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 mà em ơi. Ủa, em cá cái nữa ơi, cá cái là ú á, cá đực thì nó không ú bằng cá cái ha, cá đực nó màu đen thui rồi mọi người, đó, bộ nu luôn ha. Tiếp tục nữa mọi người, đó đó, nó đang lo nhẹ nhẹ mọi người. Cá bé xíu mọi người. Đây, cá nhỏ. Nhỏ mà rất là ú nha mọi người nha. Đó, đó, vừa tập giống xong mình nó lôi luôn mọi người. Lên, lên mọi người. Chuẩn sậy. Nó thẳng lên. Nó móc không có chắc mọi người, dễ bị sậy lắm mọi người. Họng nó to đó. Ôi, con em nữa mọi người. Đó. Uống nu luôn. Này là muối chiên hoặc là kho tiêu mi mọi người. Bữa nay mình câu thì mình câu nấu canh chua ha. Rồi, tiếp tục mọi người. Rồi nãy giờ câu chưa hết luôn á. Bữa nay mình câu về nấu canh chua me mọi người. Đó. Vậy đó. Vừa bỏ xuống là ăn, vừa bỏ xuống ăn mọi người. Câu ít con nữa là đủ ăn rồi mọi người. Để hôm sau câu tiếp hoặc là thả lưới chài nữa mọi người. Rồi sảy luôn. Ồ, nó đang lo nhẹ nhẹ mọi người. Lên mọi người. Em nữa. Em bé. Đó, em cá đô phi nữa mọi người. Ủ quay ha. Rất là ngon luôn. Rồi, em chặt câu hết miếng mồi này nữa nghỉ mọi người. Cũng hết mồi, còn có miếng này nữa rồi. Đó, hết miếng mồi này nữa. Là đem về nấu một nồi canh chua me mọi người. Ở dưới quê là gì mọi người? Đi câu đi chạy lưới thì có cá ăn thôi. Còn rau đồ này kia thì mình đi vòng vòng vườn, vòng vòng bờ vuông đó rồi. Cái nào ăn được hái vô ăn ha. Tốt cho sức khỏe, không có mua rau người ta trồng sẵn thì mình dễ bị thuốc đồ này kia, người ta hay sẽ thuốc sâu đồ đó. Ồ, lo nhìn ở bên kia nó giờ nó ghẻ mọi người. Còn một miếng mồi cuối cùng, hy vọng nhẹ nhẹ để mình dính một con cuối cùng luôn nha. À, nó còn ghẻ không? Còn mọi người. Còn mọi người. Lên, một em mọi người. Một em cuối cùng. Nhiêu đây đủ ăn rồi mọi người. Đây nè. Đó. Em này em cá cái nữa mọi người. Nãy giờ dính cá cái nhiều hơn cá đực ha. Đó. Ôi, nhiêu đây đủ ăn rồi mọi người. Rồi đây mọi người, thành quả nãy giờ nè mọi người. Cũng được mấy 20 con vậy mọi người. Nhiêu đây đủ nấu canh chua ha. Đó, đủ một bữa cơm mọi người. Dưới quê đi săn bắt vừa thú vui nè. Rồi vừa có bữa ăn cho gia đình luôn ha. Đó. Đây mọi người cùng xem nè. Cá ú ú không ha. Nấu canh chua ngon lắm mọi người. Canh chua me là me sống luôn ha. Nhà mình có mấy cây me luôn rồi. Hôm nào mình sẽ làm một cái clip leo lên cây me, bẻ me ăn ha. Đó, mọi người cùng đón xem ha. Thôi clip của mình nãy giờ cũng dài mọi người. Thôi mình xin tạm dừng clip ở đây ha. Đó, cũng được mớ cá vô nấu canh chua tuyệt vời mọi người. Nếu thấy clip thú vị thì mọi người đừng quên chia sẻ video và like video, cũng như để ý kiến của mọi người. Mình làm lần video để Linh hoàn thiện những clip sau tốt hơn để mọi người xem giải trí ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về săn bắt cũng như ẩm thực lần sau của kênh Hoàng Linh miền Tây của mình nha. Rồi, bye bye mọi người nha.